Dạ thưa sư, gia đình con là những Phật tử thuần thành của pháp môn niệm Phật và có lòng tin sâu sắc về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng con thì đang tìm hiểu và hành trì theo Phật giáo Nguyên Thủy. Vì con nói là con không tin vào pháp môn đó và cõi cực lạc đã làm cho ba mẹ con rất phiền lòng và giải thích rằng nếu không tu niệm tập niệm Phật thì gia đình mình có phát triển như ngày hôm nay hay không mà con lại không tin, rồi đưa đến dẫn chứng là anh chị họ của con trước kia họ không tin Phật pháp mà giờ thì tin tưởng mọi thứ, thì không nhờ niệm Phật thì nhờ cái gì? Hiện tại con đang mâu thuẫn sâu sắc với gia đình, thì thưa sư con phải làm thế nào, giải thích ra làm sao để cải thiện tình hình ạ? Ba mẹ con chỉ biết tụng chú Đại Bi và kinh Nhật tụng Minh Bát Tông thôi. Lời khuyên của sư là quý vị không cần phải giải thích chi cả, mình lo tu cho mình trước đi. Cái xe nó chạy tốc độ cao, mình á, mình không có sức mình đứng ra, nó bị cán bẹp, cái chuyện đó chuyện bình thường. Thế Tôn á, ngài nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, ở nơi nào á, mà không nên thuyết về giới mà các ông đem giới ra các ông thuyết á, thì Như Lai gọi đó là vụng thuyết. Nơi nào á, không thích hợp để nói về thí mà các ông đem bố thí ra các ông nói, Như Lai gọi đó là bụng thuyết. Nơi nào á, không nên nói về kiến mà các ông đem chánh kiến ra các ông nói, thì Như Lai gọi đó là bụng thuyết. Cho nên á, khi mà người thân của mình á, kiên trì tin tưởng cái pháp môn niệm Phật thì các vị ấy vì niềm tin rất là mãnh liệt, không có nhu cầu nghe mình trình bày một phương pháp nào khác, mà mình lôi cái phương pháp khác ra mình nói, thì như thế là vụng thuyết. Đương nhiên là sư không phủ nhận sức mạnh của niềm tin, tức là cái tính lực á. Khi mà chúng ta có sức mạnh của niềm tin á, thì nó làm được nhiều chuyện. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải tu tập theo Bát Chánh Đạo. Chỉ có con đường mà Đức Thế Tôn ngài giảng dạy mới là con đường đi đến sự thoát khổ. Nói chung là mình lo cho mình trước đi, rồi khi nào đủ duyên thì nơi nào muốn mình nói về thí thì mình nói về thí, nơi nào họ hoan hỷ nói về giới thì mình nói về giới, nơi nào họ hoan hỷ nói về kiến thì mình nói về kiến, còn ở đâu không hoan hỷ thì thôi, giữ im lặng.